Sai lầm nghiêm trọng khi đi đại tiện khiến bạn mắc bệnh. Đi đại tiện là một hoạt động bài tiết cơ bản của con người, giúp cơ thể đào thải các chất cặn bã. Tuy nhiên, có một sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải có thể gây ra tác hại khôn lường, đó là phải dặn khi đi đại tiện. Việc dặn khi đi đại tiện, nếu thỉnh thoảng mới có thì không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn cần dặn thường xuyên khi đi đại tiện thì có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tĩnh mạch ở trực tràng dưới và hậu môn có thể sưng lên, gây đau, rát và ngứa. Ngoài ra, bạn có thể mắc một số bệnh như trĩ, do hậu môn và xa trực tràng. Để không phải gắng sức khi đi đại tiện, bạn cần uống đủ nước, ăn chế độ ăn cân bằng các dưỡng chất và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, kỹ thuật đi đại tiện cũng rất quan trọng. Đầu tiên, tư thế ngồi đại tiện khoa học là bạn cần nâng cao hai chân để phần đầu gối cao hơn phần hông. Giữ hai chân cách xa nhau, nghiêng người về phía trước và thẳng lưng. Sau đó, bạn đặt cẳng tay lên đầu gối. Sau khi ngồi đúng tư thế, hãy thử đẩy cơ bụng về phía trước, lặp lại với mỗi lần muốn đi đại tiện. Bạn không nên nín thở mà hãy thở ra bằng miệng. Nếu bạn đã làm đủ mọi cách mà vẫn gặp khó khăn khi đi đại tiện, bạn cần đi thăm khám bác sĩ. Bác sĩ có thể hướng dẫn thêm hoặc đề xuất các xét nghiệm để xác định bạn có bệnh nào hay không.